Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Lưu vực sông áp lục ở Liêu Ninh hứng chịu trận lũ lớn thứ hai trong 62 năm. Kính thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, lũ lụt đã xảy ra ở lưu vực sông áp lục ở Liêu Ninh. Vào ngày 21, Tổng cục Quốc phòng đã cử thêm một nhóm công tác chung của Bộ Quốc phòng do Hoàng Hồng, kỹ sư trưởng của Bộ Thủy lợi dẫn đầu đến Liêu Ninh để hướng dẫn công tác chống lũ và cứu trợ thiên tai. Phóng viên đến thành phố Đan Đông và chiều hôm qua được phỏng vấn thì thấy sông gần cầu sông áp lục đã tràn bờ kè, theo Tân Hoa Xã đưa tin. Từ 2 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, khu vực Đan Đông của tỉnh Liêu Ninh có mưa lớn. Đoạn Đan Đông của sông áp lục đã trải qua trận lụt thứ 2 trong năm nay. Các khu vực điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn, nhà bị sập và đường sắt trên đan bị đình chỉ. Con sông gần cầu sông áp lục đã tràn qua bờ kè. Và một số đoạn dọc sông ở thành phố Đan Đông ngập sâu hơn 1 mét nước và thành phố này đã rơi vào tình trạng kiểm soát lũ khẩn cấp. Từ 3 ngày qua, khu vực Đan Đông của tỉnh Liêu Ninh mưa lớn liên tục và lượng mưa lớn nhất là Liêu Chu ở Ai Hê đạt 597,5mm. Lượng mưa khiến mực nước sông áp lục, con sông ranh giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục dâng cao vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay. Trạm thủy văn Đan Đông của sông áp lục đã đo được lưu lượng đỉnh là 28.000 m3 trên giây và mực nước lại vượt quá mức cảnh báo. Lưu lượng đỉnh của sông áp lục chỉ đứng thứ hai về giá trị vào năm 1995 và nó là trận lũ lụt lớn thứ hai trên sông áp lục kể từ đầu mùa lũ đến nay. 44 thị trấn ở làng Mạc ở Đan Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, điện và thông tin liên lạc ở nhiều thị trấn bị cắt và 230 ngôi nhà bị sập. Một trận lở đất đã xảy ra ở quận Kandian, Đan Đông. Nhiều cây cầu bị cuốn trôi, các công trình kè, bảo vệ bờ và cống bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Tuyến đường sắt Dương Đông bị tích ngập nhiều nơi, ảnh hưởng đến việc chạy tàu. Cục đường sắt Thẩm Dương đã đình chỉ vận tải đường sắt Thẩm Dương Đan Châu từ 4 giờ sáng nay. Hiện chưa có người thương vong hay hành khách mắc kẹt. Ngành đường sắt đang làm mọi cách để tiêu nước và thông tàu trở lại trong thời gian sớm nhất. Khi mực nước tiếp tục dâng cao, hôm nay lũ lụt đã tràn đến bờ sông ở khu vực đô thị Đan Đông. Tất cả các khu vực bên trong bức tường ngăn lũ tràn vào và các tầng đầu tiên của một số tòa nhà bên ngoài đê chắn sóng trên đường cao tốc Biyang đã bị ngập lụt. Để đảm bảo an toàn cho người dân, toàn bộ người dân ở khu vực xả lũ gần bờ sông đã được sơ tán vào lúc 2 giờ sáng. Sau thảm họa, thành phố Đan Đông đã phát động ứng phó khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt khẩn cấp và thành phố đã bước vào trạng thái kiểm soát lũ lụt khẩn cấp. Tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Đan Đông đã chuyển hơn 64.000 người. Vào sáng sớm nay, mưa xối xả khiến hơn 1.200 người bị lũ lụt vây hãm ở thị trấn Husan, thị trấn Changdian và thị trấn Luguji ở quận Kuandan, Đan Đông. Do liên lạc kém, lực lượng cứu hộ không thể đến nơi. Sau khi nhận được báo cáo, Đan Đông lập tức yêu cầu bộ phận giao thông mở đường càng sớm càng tốt, bộ phận điện lực có trách nhiệm khôi phục điện, bộ phận liên lạc kích hoạt xe liên lạc khẩn cấp để khôi phục thông tin liên lạc. Liêu Ninh đã điều động hàng trăm nhân viên cứu hộ, bao gồm quân đội, chu kiều và máy bay trực thăng để cứu hộ tại chỗ. Theo quận Kuandan, thành phố Đan Đông, 4 người đã chết và 1 người mất tích ở quận Kuandan. Lũ quét do mưa xối xả đã cuốn trôi ngôi nhà của một cặp vợ chồng ở độ tuổi 70 ở thị trấn Changdian và một ngôi nhà của hai mẹ con ở thị trấn Husan và 4 người được xác nhận đã thiệt mạng. Thị trấn Husan bị sạt lở đất, ngôi nhà của dân làng Shen Kafia bị sập và hiện vẫn chưa có tung tích. Lũ lụt vẫn chưa ảnh hưởng đến giao thông đường bộ và đường sắt giữa Trung Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và vẫn có hoạt động giao lưu vận tải bằng ô tô giữa hai nước. Do nước sông có độ đục cao, công ty cấp nước Đan Đông bắt đầu triển khai cấp nước Ba Đỉnh. Dự báo của Cục Khí tượng cho thấy từ đêm nay đến 2 ngày tới, ở Đan Đông và các nơi khác vẫn có mưa lớn, tình hình lũ lụt vẫn còn rất nghiêm trọng. Hôm nay, con sông gần cầu sông áp lục ở Đan Đông tràn bờ kè.
Tại khu đô thị Đan Đông, bạn có thể thấy những con đường và công viên dọc sông Áp Lục đã bị nhấn chìm bởi nước sông dâng cao và những ngôi nhà ven sông cũng bị ngập lụt. Độ sâu trung bình của nước là hơn 30cm và một số nơi có thể sâu tới đầu gối. Trước đó, thành phố Đan Đông đã tổ chức người dân đóng bao cát và xây đập ngăn lũ dọc sông. Trên cầu sông Áp Lục có thể thấy nước sông rất đục với một số lượng lớn các loại rác trôi nổi và hầu hết các trụ cầu đều chìm trong nước, cao hơn rất nhiều so với mực nước trong trận lụt vào đầu tháng 7. Một bến tàu nhỏ của cục đường sắt trên bờ đã bị sóng thần nhấn chìm. Và tòa nhà của cục kiểm dịch Đan Đông bị nhấn chìm trong nước do bị ngập trong nước nên lũ nối bờ sông và mặt đất. Trước đây, công viên ven sông đông khách du lịch, nước sâu khoảng 1 mét, nay đã là đại dương ba la rồi. Chuyến thăm dọc sông cho thấy, thành phố Đan Đông đã phong tỏa tất cả các cửa đập cao nhất gần 3 mét để ngăn lũ tràn vào thành phố. Tất cả các đơn vị ven sông đã ngừng hoạt động văn phòng hoặc kinh doanh, bao cát chất thành đống. Phía trước các tòa nhà, những người lính từ đồn cảnh sát đang cưỡi một chiếc thuyền xúc kích trên bờ sông để chuyển những người chưa được sơ tán. Văn phòng quản lý khẩn cấp của chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã yêu cầu Cục Cứu hộ và Cứu nạn thuộc Bộ Giao thông Vận tải hỗ trợ khẩn cấp cho biết 80 người ở làng Đông Janji, thị trấn Golusi, huyện Quyên Đan, thành phố Đan Đông đã bị nước lũ bao vây và yêu cầu điều động trực thăng tham gia cứu nạn. Đội bay cứu hộ Bắc Hải đã điều động máy bay trực thăng cứu hộ B-7312 đóng tại sân bay Đại Liên tham gia cứu nạn theo yêu cầu của Cục Cứu nạn Cứu hộ Bộ Giao thông Vận tải. 8 giờ 36 phút, trực thăng cứu hộ B-7312 đã cất cánh từ sân bay Đại Liên và tiến hành cứu nạn. Do quãng đường xa, máy bay trực thăng hạ cánh và tiếp nhiên liệu tại sân bay Đan Đông vào lúc 10 giờ 03 phút đến 10 giờ 35 phút, máy bay lại cất cánh tại sân bay Đan Đông sau khi tiếp nhiên liệu và lao đến khu vực có hàng loạt người bị mắc kẹt. Tính đến 12 giờ 20 phút, trực thăng cứu hộ đã cứu được 29 người tại hiện trường, những người khác đang được cấp cứu lần lượt. Điều này được hiểu rằng máy bay trực thăng đã tham gia cứu hộ. Cùng ngày, 4 công nhân nhà máy khai thác cát bị mắc kẹt trên bãi cát giữa sông Ehe. Văn phòng khẩn cấp của chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã yêu cầu Trung tâm Chỉ huy khẩn cấp của Bộ Giao thông Vận tải giúp đỡ và đội cứu hộ Bắc Hải đã điều động một máy bay trực thăng cứu hộ B-7312 đến vùng biển nơi xảy ra chiến dịch cứu hộ. 18 giờ 05 phút ngày hôm đó, trực thăng đã đến hiện trường. Theo báo cáo, điều kiện thời tiết tại thời điểm đó rất xấu nhưng Sở Chỉ huy lo ngại rằng việc cứu hộ sẽ khó khăn hơn sau khi trời tối. Vì vậy, họ quyết định giải cứu ngay lập tức. Lúc đó không có mặt bằng phù hợp để máy bay hạ cánh nên tài xế phải bay qua người mắc kẹt và cho thang mềm thoát ra ngoài. 4 người bị kẹt đã thoát ra ngoài nhờ sự hỗ trợ của thang mềm. Được tam hiệp xả lũ, cây cầu 800 năm tuổi bị cuốn trôi. Kể từ tháng 7, mưa lớn ở Trung Quốc đã gây ra lũ lụt thường xuyên ở một số khu vực. Một người đã đăng tải trên Weibo cáo buộc cây cầu 800 tuổi có mái che cầu vồng ở thị trấn Thanh Hoa, huyện Vũ Quan, tỉnh Giang Tây đã bị cuốn trôi. Nhiều cư dân mạng đã đăng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Weibo chính thức Yangshi Weiwan Tradition Post Weigan, một ngôi làng đẹp nhất Trung Quốc đã đăng một bài để bác bỏ tin đồn, nói rằng cây cầu Rainbow vẫn còn sống, chừng nào bến tàu còn trên cầu. Chỉ là vết thương lòng cho kẻ đã chứng kiến bao nhiêu cơn gió lớn và mưa lớn. Tuy nhiên, truyền thông Lu từng đồn đoán rằng việc xả lũ của đập Tam Hiệp sẽ gây áp lực lên các thành phố ở Hạ Lưu. Nếu điều này được suy đoán, cầu Rainbow có thể không thể chịu đựng được lực nước khổng lồ do lũ xả ra và nó sẽ bị vỡ. Cầu Rainbow ở thị trấn Thanh Hoa, huyện Vũ Quan, tỉnh Giang Tây nằm ở hạ lưu đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử bị lũ cuốn, một phần mặt cầu bị cuốn trôi nhưng may mắn là các trụ cầu không bị hư hại nghiêm trọng. Đáp lại, nhiều cư dân mạng đã đăng lại những tin tức liên quan trên Weibo để chia buồn, lấy lòng rửa đi. Không sao đâu, cây cầu vẫn có thể sửa được. Thật tiếc vì rốt cuộc nó không thể sống sót sau trận lũ này. Weiwan, ngôi làng đẹp nhất Trung Quốc sáng nay phản hồi, chỉ là mặt cầu bị hư hỏng. Sau khi đỉnh lũ rút đi, nó tự nhiên đứng vững, cầu tàu có lịch sử hơn 800 năm vẫn trường tồn. Chừng nào bến tàu còn trên cầu thì đã chứng kiến bao nhiêu cơn gió to, mưa lớn, chỉ còn vết thương thấu thịt, tai họa sẽ xảy ra, cuối cùng cũng qua đi và tôi tin rằng phép màu sẽ tồn tại mãi mãi, một cư dân mạng viết trên Weibo. Hiện các cán bộ ban tuyên giáo huyện ủy Weiwan cũng đã sẽ đợi nước rút, sẽ làm đơn gửi ban bảo vệ di tích văn hóa để sửa chữa. Cư dân mạng cảm thấy yên tâm về điều này, trụ cầu không bị hỏng, đó là đồ cũ thật. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng cây cầu hôm nay dường như đã sập rồi, cầu Rainbow đã trở thành lịch sử và vị quan chức lần lượt trả lời không.
Người ta hiểu rằng cầu Cầu Vồng tên đầy đủ là cầu Cầu Vồng Thanh Hoa, dài 140m, rộng 3,1m, có 4 trụ và 5 lỗ cầu, ban đầu được xây dựng vào thời nhà Tống. Bến tàu của cầu Rainbow được làm với chiều dài 14,37m, rộng 7,15m và cao 8,1m. Lượng mưa lớn vào tháng 7 đã khiến người dân một số tỉnh ở Trung Quốc choáng ngợp, nhưng đến tháng 8 mưa lớn vẫn chưa ngừng, khiến mực nước vào đập Tam Hiệp tiếp tục tăng cao. Vì vậy, chính quyền Trung Quốc đã mở cửa đập Tam Hiệp xả lũ vào sáng nay. Đây cũng là đợt xả lũ thứ hai của dự án Tam Hiệp trong năm nay. Phân tích Phong Quang cho rằng đập Tam Hiệp dự kiến sẽ gây áp lực cho các thành phố ở hạ lưu. Các bạn thân mến, kể từ đầu tháng 8, trời đã mưa nhiều ngày ở Trung Quốc và mực nước ở lưu vực sông Dương Tử tiếp tục tăng cao. Không chỉ mực nước của đập Tam Hiệp vượt quá 150m mà mực nước của hồ Poyang ở Giang Tây cũng tăng nhanh, đạt mức cao kỷ lục và nhiều tỉnh cũng đã bị ngập lụt. Theo Xinhua, Trung Quốc hiện đã bước vào mùa lũ chính. Cục Khí tượng Thủy văn Trung Quốc ước tính mùa hè sẽ có những vùng mưa ở phía Bắc và Nam. Một số sông cũng sẽ chảy ra lũ lụt trong khu vực. Có thể có bão từ Thái Bình Dương cũng ảnh hưởng đến Đông Nam, phía Nam Trung Quốc cũng có ảnh hưởng. Một số khu vực sông gần đây đã trải qua mực nước cao hơn trận lũ Dương Tử năm 1998. Về vấn đề này, Sun Phương Peng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Thông tin Thủy văn thuộc Bộ Thủy lợi, cho biết chúng tôi đã xây dựng một hệ thống dự án tích nước và kiểm soát lũ tương đối hoàn chỉnh. Ngay cả khi một trận lũ như năm 1998 xảy ra, chúng ta có khả năng giải quyết các nỗ lực đắc lực cho sự an toàn tính mạng, tài sản của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hiện tại, mưa xối xả ở Trung Quốc vẫn chưa suy yếu, không chỉ khiến mực nước đập Tam Hiệp tiếp tục tăng cao để giảm bớt gánh nặng cho thân đập, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu xả lũ từ cuối tháng 7. Từ đó đến nay, mực nước chỉ mới được thông báo cách đây vài ngày. Tin tốt về sự sụt giảm là mực nước đã liên tục đạt mức cao mới trong 2 ngày qua, phá vỡ mức 150m và mực nước hiện tại là 153,2m. Ngoài ra, mưa lớn liên tục cũng gây ra lũ lụt ở hạ lưu sông Dương Tử, khiến tổng cộng 37,89 triệu người ở 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam thiệt hại khoảng 347,8 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, mực nước ở Vũ Hán tăng vọt và mực nước ở hồ Poyang cũng tăng nhanh. Kể từ sáng sớm ngày hôm qua, mực nước đã vượt quá mực nước cao lịch sử năm 1998 là 0,01m để xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng do sập đập ở khu vực xung quanh. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!